Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 178. Sau khi nhận được tiền, Ngô Bình lập tức dẫn người đi khỏi đó. Lúc này hai chân Từ Kiêu vẫn còn mềm nhũn, cậu ta hít sâu một hơi nói, anh Bình, chúng ta đi nhanh thôi, đó là nhà họ Vương ở Trung Châu đấy, chúng ta không chọc vào nổi đâu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tại sao phải đi? Nếu chúng ta đã đến Đổ Thạch Thành rồi thì mua thêm vài khối đá thô nữa chứ. Sau đó cậu nói với Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, có phải nhà em mở cửa hàng trang sức không? Anh mua thêm đá ngọc thô cao cấp, sau đó gia công thành trang sức, gửi bán trong cửa hàng nhà cô. Hàn Băng Nghiên cười nói, được chứ. Trước tiên Ngô Bình đến khu 1, nơi đó còn có mấy chục khối đá thô mà cậu thấy chất lượng khá tốt nhưng vẫn chưa kịp mua. Mấy đá thô này giá rẻ nhất này cũng phải hơn mấy trăm nghìn tệ, cậu đã chi hơn 130 triệu tệ để mua thêm 13 khối đá thô. Sau đó cậu lại đến khu 2, khu 3, khu 4, bỏ ra hơn 245 triệu mua được 87 khối đá thô ở 3 khu này. Ngoài những khu vực này, đá thô tốt nhất trong Đổ Thạch Thành được đặt ở một nơi gọi là Cửu Ngũ Các, trong đó chỉ có hơn 100 đá thô nhưng giá của mỗi khối đá thô đều hơn 100 triệu tệ. Cửu Ngũ Các không phải là nơi người nào cũng có thể vào được, chỉ có những khách hàng đã chi tiêu hơn 50 triệu tệ ở Đổ Thạch Thành mới có thể vào trong. Tất nhiên Ngô Bình có đủ tư cách đó, cậu đã mua đá thô hết mấy tỷ tệ. Đi vào Cửu Ngũ Các, khách bên trong không nhiều, ngoài ba người Ngô Bình, bên trong chỉ có vài người khác, những người còn lại đều là nhân viên phục vụ. Đá thô trong Cửu Ngũ Các đều rất lớn, khối nhỏ nhất cũng cao hơn 1 mét, nặng hơn 1 tấn. Ngô Bình thẩm thấu bí lực vào lòng đất, sau đó tiến vào từng khối đá thô trong Cửu Ngũ Các. Sau chưa đầy nửa phút, Ngô Bình đã hoàn toàn biết được tình hình của mấy đá thô này. Cậu bước đến trước một khối đá thô cao gần 2 mét, nặng 5 tấn, phát hiện đá thô này được niêm giá là 480 triệu tệ. Ngô Bình ấn vào đá thô, vỗ nhẹ một cái rồi nói, tôi mua khối đá thô này. Người bán hàng cả kinh, lập tức nói, cậu tinh mắt thật đấy, khối đá thô này tên Đại Thiên Vương, là một viên đá thô cao cấp được phát hiện ở Myanmar vào 35 năm trước. Từng được một số nhà sưu tập cất giữ. Ngô Bình, các cô có dịch vụ đưa hàng đến tận nhà không? Nhân viên bán hàng vội gật đầu, đương nhiên là có rồi, chúng tôi không chỉ đưa hàng đến mà còn có dịch vụ tách đá miễn phí ở tận nhà. Ngô Bình, ừ, tốt lắm. Ngô Bình dùng số dư trong tài khoản chi hết trả 480 triệu tệ, sau đó lại bước đến khối đá thô thứ hai. Khối đá thô này không bằng khối đá thô thứ nhất. Hơn nữa giá cũng cao hơn nhưng chất lượng phỉ thúy bên trong cũng khá tốt, giá trị tối thiểu cũng có thể gấp 3 hoặc gấp 5 lần. Khối đá thô này lớn hơn, tổng giá trị là 999 triệu tệ, tên của nó cũng rất bá đạo, tên là Ngọc Hoàng Đại Đế, là khối đá thô đắt nhất ở đó. Ngô Bình không có đủ tiền, thế là cậu bèn liên lạc với Nghiêm Lãnh Thạch, bảo ông ta chuẩn bị 1 tỷ. Chẳng mấy chốc tài khoản công ty mà cậu dùng đã có thêm 1 tỷ tệ tiền mặt. Thấy Ngô Bình đứng trước đá thô nghiên cứu, nhân viên bán hàng phấn khích hỏi, cậu cũng muốn mua khối đá thô này sao? Ngô Bình gật đầu, tôi mua. Ngô Bình vừa thanh toán tiền, tập đoàn Vương Đạo đã bảo một giám đốc đến hiện trường. Thấy Ngô Bình mua một lượt cả đống đá thô hơn 1 tỷ tệ, giám đốc này cười nói, cậu Ngô đúng là hào phóng, sau này cậu nhất định phải đến đây nhiều hơn đấy. Ngô Bình ừ một tiếng, đương nhiên rồi. Sau này tôi không còn tiền tiêu nữa thì lại đến chỗ các người dạo một vòng. Giám đốc sửng sốt, cậu Ngô có ý gì? Ngô Bình không giải thích nói, đưa hàng đến địa chỉ tôi đã báo, tôi đích thân đi áp tải. Cậu không yên tâm để tập đoàn Vương Đạo vận chuyển thứ đồ đắt như vậy, nên cậu phải đích thân đi theo. Lúc này Chủ tịch Vương Truyền Phong cũng nhìn thấy cảnh Ngô Bình mua đá thô trong camera giám sát. Ông ta lạnh nhạt nói, bây giờ chẳng phải đã kiếm lại được 700 triệu tệ đã đưa cho hắn đó sao? Hai khối đá thô này được mua lại vào mười mấy năm trước đó, lúc đó giá cũng không nhiều tiền như vậy, chỉ có hơn 500 triệu tệ. Một ông lão chuyên về cực ngọc nói, Chủ tịch, người này chọn ngọc rất chính xác, tôi nghĩ cậu ta chọn hai khối đá này vì đã chắc chắn bên trong có đá quý. Vương Truyền Phong, tôi và ông đều biết rõ giá trị của thứ bên trong những khối đá thô không hề quý trọng như giá tiền của nó.
Chính vì thế, chúng ta mới bán đá ngọc thô, chứ không phải bán phỉ thúy. Ông lão nói, nhưng trước đó người này chỉ bỏ ra 30.000 mà lại chọn được phỉ thúy đáng giá mấy trăm triệu tệ, khả năng này khiến người ta kinh ngạc đấy. Vương Truyền Phong, chắc là may mắn thôi, thần tiên cũng khó đoán được đâu là phỉ thúy, câu này không phải nói bừa. Lại nói đến mấy người Ngô Bình đi theo xe rời khỏi Đổ Thạch Thành, chiếc xe lái thẳng đến một nhà kho của nhà họ Hàn. Các biện pháp an ninh trong nhà kho này rất tốt, rất nhiều đồ trang sức bằng vàng và ngọc bích được cất trong đó, nơi này được xây dựng theo tiêu chuẩn của kho tiền ngân hàng. Hàn Chí Thành đã đợi ở bên trong, thấy Ngô Bình vận chuyển mấy khối đá thô đến, ông ấy ngạc nhiên hỏi, đá thô lớn như vậy, ba đứa đến Đổ Thạch Thành đấy à? Hàn Băng Nghiên hào hứng kể lại chuyện đã xảy ra, nghe xong, Hàn Chí Thành cảm thấy thật khó tin. Ông ấy dựa vào tiền bạc mà bố mình để giành được, phấn đấu tận 30 năm mới có được sự giàu sang hôm nay. Mà Ngô Bình trước mặt lại chỉ đến Đổ Thạch Thành một chuyến là đã kiếm được mấy tỷ, đúng là truyền kỳ. Hàn Chí Thành lại nghĩ đến phương diện khác, Tiểu Bình này, nhà họ Vương là một thế lực đáng sợ, đắc tội với nhà họ Vương e là... Ngô Bình nói, chú Hàn yên tâm, cháu có tính toán riêng của mình. Dỡ hết đá thô đó xuống xe, Ngô Bình bảo người Đổ Thạch Thành đưa dụng cụ đến, cậu muốn mở hết mấy đá thô nhỏ này ra. Cậu đã mua hàng trăm khối đá thô từ khu 1 đến khu 4 trong chuyến đi này, phải mất rất nhiều thời gian để mở hết từng khối đá thô. Nhưng Từ Kiêu và Hàn Băng Nghiên lại rất hào hứng với quá trình này, họ muốn tận mắt nhìn thấy Ngô Bình tách từng khối đá thô ra. Miếng phi thúy trong tay Từ Kiêu được Hàn Chí Thành mua lại ngay tại chỗ, giá bản là 58 triệu tệ, đắt hơn ông chủ của Đổ Thạch Thành vài triệu. Tất nhiên đá thô của Hàn Băng Nghiên đã bị tịch thu mà lại không có được một phân tiền nào. Vì ngọc thạch của Ngô Bình có giá trị mấy trăm triệu, Hàn Chí Thành không có nhiều tiền mặt đến thế nên ông ấy đã không mua. Ngô Bình mở 20 khối đá thô, phỉ thúy bên trong khá tốt. Hàn Chí Thành đánh giá 20 phỉ thúy ngọc thạch này có giá trị trên cả trăm triệu. Thế là Ngô Bình đã bán số ngọc đó cho Hàn Chí Thành với giá 100 triệu. Từ Kiêu từ một học sinh cấp 3, chớp mắt đã trở thành triệu phú, cậu ta cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ, đến khi cầm trên tay tấm chi phiếu của Hàn Chí Thành mới hoan hô, nhảy cẫng lên. Ngô Bình cười, nói Từ Kiêu, cậu mau về nhà, nói cho cô chú biết tin tốt này đi. Từ Kiêu cười he he, hơn 50 triệu, phải mất bao lâu tôi mới tiêu hết đây? Ngô Bình, trông cậu kìa, chỉ được có vậy thôi. Từ Kiêu, anh Bình, là cậu giúp tớ chọn ngọc, chúng ta chia đôi mỗi người một nửa đi. Ngô Bình cầm một tấm phỉ thúy và nói, tớ cần chia đôi với cậu sao? Cậu lấy hết đi. Sau khi Từ Kiêu rời đi, Ngô Bình cất đá thô vào kho nhà họ Hàn, sau đó đến tìm Nghiêm Lãnh Thạch. Chuẩn bị tối nay cùng ông ta đi gặp người nhà họ Vương. Lúc đến nhà Nghiêm Lãnh Thạch, ông ta có vẻ hơi căng thẳng, Ngô Bình vừa đến thì ông ta liền nói, cậu chủ, tôi vừa nhận được tin, nhà họ Vương đã tìm được quỷ đạo nhân, một người trong giang nam ngũ tà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, giang nam ngũ tà là người thế nào? Thực lực ra sao? Nghiêm Lãnh Thạch, giang nam ngũ tà là năm cao thủ lớn của giang nam, thực lực đều mạnh hơn tôi. Trong đó quỷ đạo nhân giỏi bí thuật quỷ đạo, chắc là cao thủ bí cảnh trên tầng 5. Ngô Bình, vẫn còn sớm, tôi đột phá trước đã. Cậu tìm một nơi yên tĩnh ở nhà họ Nghiêm, bắt đầu lĩnh hội bí lực cấp thiên. Bí lực cấp thiên này cực kỳ khó lĩnh hội, nhưng lúc cậu tu luyện, trong người có một loại sức mạnh kỳ diệu xuất hiện. Giúp cậu nhanh chóng cảm nhận được bí lực cấp thiên, sau đó thử hấp thụ bí lực này. Nghiêm Lãnh Thạch và Nghiêm Hiếu Văn đều canh gác bên ngoài khuôn viên, nơi Ngô Bình tu luyện. Nghiêm Hiếu Văn nhìn vào trong chằm chằm, cảm thấy có một luồng năng lượng cực kỳ vi diệu tồn tại giữa trời đất, mang theo khí thế của thiên đạo từ từ thành hình. Hắn ta không có tu vi gì nhưng lúc này cũng cảm nhận thấy một loại uy nghiêm khó lường. So với hắn ta thì khả năng cảm ứng của Nghiêm Lãnh Thạch mạnh hơn gấp trăm lần, sắc mặt ông ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm, bí lực cấp thiên mạnh thật, trước loại sức mạnh này, công lực bố khổ luyện mấy chục năm đều không đáng là gì. Nghiêm Hiếu Văn tò mò hỏi, bố, bí lực cấp thiên là gì? Nghiêm Lãnh Thạch, có nói con cũng không hiểu, tóm lại,
đấy là một loại sức mạnh mạnh hơn gấp ngàn vạn lần so với bí lực mà bố tu luyện. Nghiêm Hiếu Văn giật mình, sức mạnh của một người mạnh hơn của người khác 4-5 lần đã ghê gớm lắm rồi, chênh lệch đến cả ngàn vạn lần thì còn chịu nổi sao? Sau gần 2 tiếng đồng hồ, luồng khí tức đặc biệt đó bỗng biến mất rồi cửa vườn mở, Ngô Bình bước ra ngoài. Lúc này, Ngô Bình uy nghiêm và chín chắn hơn trước đó. Ngô Bình trước đó khiến người ta có cảm giác mặc dù mạnh nhưng lại chỉ là một cậu học sinh, còn bây giờ, không còn ai cảm thấy cậu giống học sinh nữa. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng, nói chúc mừng cậu chủ, chúc mừng cậu chủ. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, vận may của tôi không tồi, đã đột phá thành công rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, cậu chủ, có thể cho tôi được mở rộng tầm mắt không? Ông ta rất muốn biết bí lực cấp thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngô Bình gật đầu, hơi dùng lực, đánh ra một chưởng, chưởng ấn màu đen liền xuất hiện như một tia chớp, giáng lên hòn non bộ cao hơn 3 mét ở cách đó mấy chục mét. Một âm thanh nặng nề vang lên, phía trên hòn non bộ liền xuất hiện một chưởng ấn rất sâu. Nghiêm Lãnh Thạch vội đến chỗ hòn non bộ để kiểm tra, kết quả vừa sờ vào thì hòn non bộ đã biến thành tro bụi. Ông ta thốt lên kinh ngạc, nói chưởng lực hư không mạnh quá đi mất. Ông ta tự nhận nếu như chưởng đó đánh lên người mình thì nhất định ông ta sẽ bị đánh chết. Sau đó, Ngô Bình giẫm nhẹ chân phải xuống đất, xung quanh liền xuất hiện mấy chục ấn bí lực, kết hợp với nhau thành một sát trận, dường như tất cả các loại sức mạnh trong trời đất đều quy tụ về phía cậu, mạnh đến mức Nghiêm Lãnh Thạch cũng cảm thấy không thể nào đánh bại. Đấy là chân phù của bí cảnh tầng 4 sao, ông ta lẩm bẩm. Ngô Bình, không phải chân phù, là bí ấn. Khi được bí lực cấp thiên gia tăng sức mạnh, chúng trở nên mạnh như chân phù. Đương nhiên, nếu như tôi thăng cấp tới cảnh giới chân phù của tôi còn mạnh hơn thế này. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng nói, với thực lực bây giờ của cậu chủ, đừng nói bí cảnh tầng 5, dù là bí cảnh tầng 6 thì cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Ngô Bình liếc nhìn thời gian rồi nói, sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Hai bên hẹn nhau ở Túy Tiên Lâu. Sau khi hai người họ đến thì phát hiện người ở Túy Tiên Lâu đều bị điều đi hết, chỉ có vài người ngồi ở sảnh lớn, ngoài cửa cũng có hai người đang đứng canh. Quản gia cùng đứng dậy, nói, hai vị, gia chủ của chúng tôi đang đợi trên lầu. Nghiêm Lãnh Thạch gật nhẹ đầu, mời Ngô Bình đi trước, cả hai lần lượt lên lầu. Trên lầu 2 có một phòng nhỏ, hiện có 7-8 người đứng canh ở hành lang. Hai người họ rẽ cua rồi vào trong phòng nhỏ. Trong phòng có 4 người đang ngồi, trong đó có ông Hai Vương, bên cạnh ông ta là một người trung niên rất uy nghiêm. Nhưng người khiến Ngô Bình chú ý là một thanh niên mặt vàng, mặc đồ màu đen, hắn ta ngồi ở góc phòng, dường như hòa làm một với không gian nên rất khó nhận ra. Lúc này, ông Hai Vương đang phát bệnh, trán toát mồ hôi lạnh, ông ta nghiến răng đến mức chảy máu. Ngô Bình vừa đến thì ông ta liền gần giọng nói, cậu đến rồi, đến đúng lúc lắm. Người trung niên khí thế bên cạnh ông ta bình thản đáp, anh Nghiêm, anh nhất định muốn xen vào chuyện này sao? Nghiêm Lãnh Thạch nói, gia chủ Vương, tôi nhất định phải nhúng tay vào. Người trung niên là gia chủ của nhà họ Vương, tên Vương Truyền Tông. Vương Truyền Tông thở dài, nói, này cậu nhỏ, thằng hai nhà tôi bị cậu hại ra thế này, cậu đúng thật là độc ác mà. Ngô Bình, chỉ mới là bắt đầu thôi. Nếu như nhà họ Vương các ông vẫn ngông cuồng như thế thì người tiếp theo sẽ là ông. Vương Truyền Tông tối sầm mặt, láo xược. Ngô Bình, đừng nói nhảm nữa, ông tìm tôi đến đây, chẳng phải cũng đã mời cao thủ đến đối phó với tôi sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Bảo ông ta ra đây đi. Cậu vừa nói vừa nhìn sang đạo nhân mặt vàng đó. Vương Truyền Tông bình thản nói, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Đạo nhân mặt vàng ngồi im không động đậy, chỉ nở nụ cười xấu xa, trong căn phòng nhỏ bỗng có một luồng gió thổi qua, sau đó, một luồng âm khí màu xám từ dưới đất dâng lên, sộc vào mũi Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy luồng âm khí đó thì đã biết sự lợi hại của nó, cậu giơ tay phải bấm ấn, trước mặt liền xuất hiện một ấn phù màu vàng to bằng mặt người, xoay tròn và phát ra lôi quang màu tím. Lôi quang đánh lên âm khí khiến âm khí bốc khói. Có tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ phát ra từ bên trong. Đạo nhân mặt vàng run rẩy và thét lên, cậu biết lôi pháp sao?
Ngô Bình nắm bắt cơ hội, tung một đấm về phía xa, ba quyền ấn lao vút như tia chớp, chặn đứng mọi lối thoát của người đàn ông mặt vàng. Đạo nhân mặt vàng vội né người qua trái, vừa hay trúng chiêu ở ngực, ngực lõm xuống một lỗ. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã rầm xuống đất như một cái xác. Trước sự chứng kiến của mọi người, Thất Khứu Quỷ đạo nhân chảy máu, hai mắt trợn trắng, ông ta chết rồi. Ngô Bình cũng hơi bất ngờ trước thực lực của mình, không ngờ có thể giết chết quỷ đạo nhân chỉ bằng một chưởng. Người đó là cao thủ bí cảnh tầng 5 cấp bậc cảnh giới bí thiên, thế mà lại bị cậu đánh chết bằng một quyền, xem ra thứ mà cậu tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Người nhà họ Vương đều ngơ ngác, quản gia cũng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, người run cầm cập. Vương Truyền Tông nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt tái bệch, há miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt ra tiếng. Ngô Bình nhìn sang ông ta, bình thản nói, gia chủ Vương, con người tôi không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Hôm nay nhà họ Vương ông mời người đến giết tôi thì tôi nhất định phải phản ứng. Gia chủ Vương, ông muốn chết thế nào? Vương Truyền Tông trợn tròn mắt, lập tức nói, cậu Ngô, có gì thì từ từ nói. Nhà họ Vương tôi hô mưa gọi gió ở Trung Châu, trở thành bạn với nhà họ Vương chỉ có lợi chứ không có hại gì với cậu. Nhưng Ngô Bình không thèm nghe những lời ông ta, bước đến túm lấy cổ đối phương, vỗ mười mấy cái lên người ông ta thi triển cấm chế cực kỳ bá đạo. Vương Truyền Tông biết e là mình cũng sẽ giống thằng hai, mỗi ngày đều phải trải qua trong sự giày vò đau đớn, ông ta hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Ông hai nhà họ Vương quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi ròng ròng, tôi sai rồi, cậu hãy tha cho tôi đi. Hai ngày nay tôi thật sự cảm thấy khó chịu còn hơn cái chết, cầu xin cậu, tha cho tôi một lần, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói, lỗi là ở nhà họ Vương, muốn tôi giải bỏ cấm chế cho tôi cũng đơn giản thôi, từ nay về sau nhà họ Vương chỉ tuân theo lệnh của tôi, cung phụng tôi như chủ. Cậu đừng mơ, Vương Truyền Tông nghiêm giọng nói, căn cơ của nhà họ Vương thâm hậu hơn những gì cậu biết, cậu đợi đấy. Ngô Bình lạnh nhạt cười nói, được, vậy tôi đợi. Vương Truyền Phong của tập đoàn Vương Đạo cũng có mặt ở đó, ông ta vội bước đến nói, anh ba, thật ra hai bên cũng không có ân oán gì lớn cả, không cần phải trở thành kẻ thù của nhau. Ông ta chắp tay lại với Ngô Bình, cậu Ngô, nhà họ Vương tôi không phải là người dễ bắt nạt, yêu cầu trước đó của cậu quá đáng lắm đấy, chúng tôi không thể đồng ý được. Tôi thấy hay là thế này. Nhà họ Vương tôi sẵn sàng xin lỗi và đền tội với cậu, cậu rộng lượng một chút, mọi người không truy cứu chuyện này nữa, cậu thấy thế nào? Nghe nói thế, Nghiêm Lãnh Thạch nói, chủ nhân, tôi nghĩ nếu nhà họ Vương chịu trả giá thì tha cho họ một lần cũng không sao. Nghiêm Lãnh Thạch có suy xét của riêng ông ta, đầu tiên, thế lực của nhà họ Vương quả thật rất mạnh, nếu trở mặt hoàn toàn thì sau này phải đối mặt với sự trả thù của những người khác trong nhà họ Vương. Ngô Bình ừ một tiếng, vậy phải xem nhà họ Vương sẵn sàng trả cái giá nào nữa. Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân, nhà họ Vương có hai công ty có khả năng kiếm tiền nhất ở Trung Châu, một là tư cách bán thuốc lá, một là công ty taxi lớn nhất toàn thành phố, còn có rất công thương nghiệp, chẳng hạn như cửa hàng, mỏ vàng, tập đoàn Vương Đạo. Nghe nói nhà họ Vương cũng có công ty taxi, Ngô Bình hỏi, công ty taxi của nhà họ Vương có bao nhiêu xe vậy? Nghiêm Lãnh Thạch, lớn hơn công ty của tôi, có tất cả 35 triệu chiếc xe taxi. Ngô Bình khá ngạc nhiên, nói thế tức là chỉ một công ty taxi, mỗi năm nhà họ Vương có thể thu nhập được 2 tỷ tệ. Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân, tôi nghĩ để nhà họ Vương giao công ty taxi và quyền kinh doanh thuốc lá là được. Ngô Bình nhìn Nghiêm Lãnh Thạch hỏi, thuốc lá này kiếm được nhiều tiền không? Nghiêm Lãnh Thạch, năm ngoái. Toàn thành phố đã bán được 27 tỷ thuốc lá, trong đó 50% là thuế, gia thành chỉ có một nửa, còn có 15% là các phí vận chuyển, 30% còn lại là lợi nhuận ròng. Ngô Bình nheo mắt, 27 tỷ tệ, 30% là 8 tỷ mốt. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu, đúng thế. Ngô Bình nhìn Vương Truyền Tông, ông nghe rồi chứ? Nếu nhà họ Vương đồng ý nhượng quyền kinh doanh thuốc lá và công ty taxi thì tôi có thể tha cho ông một mạng. Vương Truyền Tông cười mỉa, không thể. Vương Truyền Phong cũng nhíu mày nói, cậu Ngô, anh Nghiêm, điều kiện hai người đưa ra hơi quá,
nhà họ Vương tôi không chấp nhận. Ngô Bình nói, không chấp nhận cũng chẳng sao, hôm khác chúng ta gặp lại, nói rồi cậu không nói gì thêm nữa, bảo Nghiêm Lãnh Thạch rời khỏi đó. Sau khi hai người họ đi, Vương Truyền Tông tức giận đấm một cái xuống đất nói, dùng đến tiên sát lệnh, mời tiên sư ra mặt. Vương Truyền Phong thở dài nói, chủ nhân, năm đó tiên sư năm chỉ cho chúng ta một tiên sát lệnh thôi, cho nhà họ Vương chúng ta sử dụng để bảo vệ tính mạng, nếu không gặp tai họa lớn gì thì tốt nhất không nên sử dụng. Hai mắt Vương Truyền Tông đỏ ngầu, lẽ nào bây giờ không phải là vấn đề sống chết đó sao? Hắn lại dám có ý định với công ty taxi và quyền kinh doanh thuốc lá, hắn thật đúng là bắt nạt người quá đáng. Nếu nhà họ Vương không đánh trả, sau này ai cũng có thể bắt nạt chúng ta. Vương Truyền Phong thở dài, ông ta cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ đành nói, vậy thì mời tiên sư xuống núi. Trên đường về, Nghiêm Lãnh Thạch trông có vẻ hơi lo lắng. Ngô Bình hỏi, ông Nghiêm, ông đang lo gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch, tôi từng nghe nói nhà họ Vương có được một tiên sát lệnh. Tôi lo nếu nhà họ Vương bị ép đến đường cùng, họ sẽ dùng tiên sát lệnh đó, mời cao thủ đối phó với chúng ta. Ngô Bình, tiên sát lệnh này có thể mời được cao thủ cỡ nào? Nghiêm Lãnh Thạch, cảnh giới bí anh, thậm chí là cao thủ mạnh hơn. Ngô Bình cũng không hoảng hốt, cậu gật đầu, cường giả bí anh quả thật không dễ đối phó. Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân, nếu cậu chính thức bước vào bí cảnh, có phải có thể đối đầu với cường giả bí anh không? Ngô Bình, chắc là không khó, ông không cần lo chuyện này, đến lúc đó lại nói. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu, tập đoàn Vương Đạo do nhà họ Vương nắm quyền có tổng tài sản hơn 500 tỷ tệ, là một tập đoàn lớn mạnh, chỉ một mình chúng ta thôi thì không thể làm gì được. Nếu nhà họ Vương sử dụng tiên sát lệnh vẫn không thể làm gì chủ nhân, đồng thời lúc này đối thủ của Vương Hạo Dã đang cố gắng phát triển ở đây, vậy thì nhà họ Vương chắc chắn sẽ từng bước bị xâm chiếm. Suy nghĩ ban đầu của Ngô Bình không phải là vì thu mua sản nghiệp của nhà họ Vương, nhưng sự việc đã đến nước này, mọi chuyện đều cứ để tự nhiên, cậu không cần, người khác cũng sẽ cần. Bố đã đi du lịch ở nước ngoài, Ngô Bình cũng không về nhà mà ở lại nhà họ Nghiêm. Ngày hôm sau vẫn là cuối tuần, nhưng cậu phải về trường huấn luyện, vì hai ngày sau còn phải thách đấu với đội trưởng mạnh nhất cả tỉnh. Đến sân tập, màn thể hiện của Ngô Bình thậm chí còn tốt hơn lúc trước, cậu đã trở thành linh hồn của đội bóng. Nhiều nữ sinh trong trường chạy đến xem họ tập luyện, thỉnh thoảng còn vỗ tay cổ vũ, còn có vài nữ sinh can đảm tặng hoa cho Ngô Bình. Trong giờ nghỉ trưa, Hàn Băng Nghiên lái một chiếc xe thể thao đến, chiếc xe thể thao rất ngầu. Được trang bị siêu pin 25 độ và một động cơ V8, tăng tốc 1.8 giây trên 100 km, có thể đạt tốc độ tối đa 400 km mỗi giờ. Vẻ ngoài chiếc xe thể thao cũng rất ngầu, âm thanh cũng mê người, Ngô Bình nhìn thấy nó, hai mắt không khỏi sáng lên. Băng Nghiên, xe mới mua sao? Hàn Băng Nghiên cười nói, hôm qua bố em thu hết phỉ thúy của em nên em đã vòi ông ấy mua cho em một chiếc xe. Nói rồi cô đưa chìa khóa cho Ngô Bình. Anh Bình, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh, cô ấy cười nói. Ngày mốt là sinh nhật Ngô Bình, ngay cả cậu cũng đã quên mất chuyện này, không ngờ Hàn Băng Nghiên lại nhớ. Ngô Bình cười nói, anh đang định mua một chiếc xe, cảm ơn em, Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên, cảm ơn làm gì, tiền mua xe là anh giúp em kiếm mà. Ngô Bình bước lên xe. Hàn Băng Nghiên dậy một hồi, sau đó cậu khởi động xe, lái vào đường cao tốc trên cao quanh thành phố. Ngô Bình đã tròn 18, hơn nữa một năm trước đã lấy được bằng lái xe nên cậu cũng có thể lái xe. Đây là xe mui trần, chạy không nhanh, gió thổi tung mái tóc dài của Hàn Băng Nghiên, cô ấy cười lên, trên má xuất hiện lúm đồng tiền. Anh Bình, bố mẹ em đều không có ở nhà, buổi tối về cũng được. Ngô Bình động lòng, vậy à, vậy chúng ta đi tách vài khối phỉ thúy nhỉ? Hàn Băng Nghiên đỏ mặt gật đầu, thế là Ngô Bình xoay một vòng trên đường cao tốc, sau đó lái đến nhà họ Hàn. Nói là muốn xem phỉ thúy nhưng hai người họ vốn không hề vào nhà kho, họ ăn chút trái cây, xem tivi một lát rồi Hàn Băng Nghiên liền ngồi vào lòng Ngô Bình. Một lát sau, cảm xúc của Ngô Bình dâng cao rồi cả hai cùng vào phòng ngủ. Đấy là lần đầu tiên của Hàn Băng Nghiên,
từ lúc mới bắt đầu còn bỡ ngỡ, đến sau đó thích ứng dần, Ngô Bình cũng cố gắng nhân nhượng, cả hai cùng chìm đắm trong thế giới riêng, không thể thoát ra. Đến chập tối, hai người mới quyến luyến ra khỏi phòng, lúc này Hàn Băng Nghiên đi đứng không được tự nhiên vì dù gì cô cũng mới trở thành phụ nữ. Sau nửa tiếng, vợ chồng Hàn Chí Thành quay về, họ đi cả ngày nên đều rất mệt mỏi. Ngô Bình không làm phiền họ nữa, ăn cơm tối xong thì chào tạm biệt. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình và Đào Thành đi tới trung tâm tỉnh, tham gia cuộc thi toán của tỉnh Giang Nam. Ngô Bình phát huy rất tốt, nộp bài trước nửa tiếng, lúc ra khỏi trường thi, cậu chào tạm biệt Đào Thành và thầy dạy toán rồi lên xe của Nghiêm Lãnh Thạch, đến sân bay. Máy bay cất cánh, bay hơn một tiếng đồng hồ thì đáp xuống kinh thành. Thủ đô còn được gọi là thần kinh, là thành phố siêu lớn với dân số trên cả trăm triệu người, kinh tế phồn hoa, quý tộc, hoàng tộc và những nhà giàu có đều tập trung hết ở đây. Người cầm quyền hiện tại được người dân gọi là Thiên Thắng Đế, kế vị đã hơn 30 năm, văn võ song toàn, uy trấn bốn phương. Mặc dù quốc gia này do vua cai trị nhưng phương thức quản lý cực kỳ hiện đại, người dân bình thường vẫn có một số quyền lợi. Đương nhiên, đối với hoàng tộc và quý tộc thì những quyền lợi đó không đáng là gì. Hai người họ vừa xuống máy bay thì liền có một chiếc xe hơi đến đón họ đến một căn nhà rất lớn. Căn nhà đó rộng đến 10 mẫu, nằm ở trung tâm của thần kinh. Thần kinh có thể nói là tấc đất tấc vàng, căn nhà 10 mẫu có giá trị ít nhất cũng 2 tỷ. Họ vừa vào nhà thì có một quản gia bước đến, cười, nói, ông Nghiêm, cậu Ngô, ông chủ nhà tôi đang được ngự y chẩn trị, mời hai người đợi một lúc. Nghiêm Lãnh Thạch vội nói, không sao, chúng tôi ở bên ngoài đợi. Họ đợi hơn một tiếng đồng hồ, Ngô Bình bắt đầu thấy khó chịu. Mấy lần định bỏ đi nhưng Nghiêm Lãnh Thạch đã khuyên cậu ở lại. Cuối cùng, quản gia đó xuất hiện lần nữa nói, hai vị, sau khi được chẩn trị, tinh thần của ông chủ nhà chúng tôi không được tốt lắm, e rằng hôm nay không thể gặp hai vị được, hay là ngày mai hai vị lại đến. Ngô Bình đứng dậy, bình thản nói, ngày mai tôi sẽ không đến nữa đâu. Người sắp chết rồi mà còn làm ra vẻ trước mặt tôi, xem ra chán sống rồi. Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi, quản gia biến sắc, ông ta giận dữ nói, cậu thật to gan, dám nguyền rủa ông chủ nhà tôi. Ngô Bình cười lạnh lùng, ông chủ nhà ông không qua nổi tối nay đâu, nếu tối nay ông ta không chết thì ngày mai tôi đưa đầu cho ông cắt. Cậu nói vậy làm Nghiêm Lãnh Thạch giật mình, vội vàng nói, cậu chủ, sao cậu biết? Ngô Bình nói, người sắp chết sẽ có tử khí toát ra. Tôi đứng xa 10 dặm cũng có thể ngửi thấy tử khí của đối phương, hơn nữa, sau khi được vị ngự y đó chẩn trị, tử khí còn trở lên nồng nặc hơn. Quản gia giận dữ, hỗn xược, người đâu? Một đám quân lính từ trong nhà xông ra, nhưng họ chưa ra tay thì có một giọng nói vang lên. Dừng tay! Quản gia vội cúi đầu, quay đầu hướng về người đang đến. Cậu chủ! Một người đàn ông tầm 30 bước nhanh ra, anh ta không quan tâm đến quản gia mà đi đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay chào tôi là Trương Khôi Tinh. Lúc nãy cậu nói là ngửi thấy tử khí sao? Ngô Bình, không sai, ông Trương là bệnh nhân, đương nhiên tử khí là của ông ta rồi, vì vậy tôi mới nói ông ta không sống qua được hôm nay. Cậu chủ Trương Khôi Tinh đó im lặng một lúc rồi nói, mời hai vị vào phòng khách nói chuyện. Trương Khôi Tinh mời hai người họ vào phòng khách xong thì cho người dâng trà, anh ta thở dài, nói, cậu nói đúng, lúc nãy vị ngự y đó đã cố gắng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tình hình của bố tôi càng xấu hơn. Ngự y nói e rằng bố tôi không cầm cự qua được đêm nay. Quản gia đứng bên cạnh tái mặt, ông ta không hề biết chuyện này, không ngờ tình hình của ông chủ lại nghiêm trọng đến vậy. Trương Khôi Tinh đứng dậy. Hành lễ với Ngô Bình, cậu không nhìn thấy bệnh nhân mà lại phán đoán chuẩn như vậy, thiết nghĩ y thuật của cậu rất giỏi. Không biết bố tôi có còn cứu được nữa không? Ngô Bình, phải xem thì mới biết được. Vậy thì phiền cậu rồi, mời. Ngô Bình được đưa vào phòng bệnh, trên giường bệnh có một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, ốm tong teo, hai mắt hõm vào trong, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi. Ngô Bình liếc sơ là biết tinh khí của bệnh nhân đã cạn. Cậu bắt mạch, rồi lại quan sát mặt của bệnh nhân,
sau đó suy nghĩ một lát rồi hỏi Trương Khôi Tinh, ông Trương bắt đầu bị bệnh từ lúc nào? Trương Khôi Tinh thở dài, một năm trước đã phát hiện ra tế bào ung thư, vốn dĩ không coi trọng lắm, vì đối với người bình thường mà nói, ung thư là bệnh nan y nhưng gia đình như chúng tôi có thể tìm được y bác sĩ giỏi nhất, thường thì đều có thể trị khỏi được. Nhưng điều khiến người ta không ngờ được là bệnh của bố tôi càng chữa càng nặng, người cũng càng lúc càng yếu. Ngô Bình bình thản nói, đây không phải là ung thư mà là chúng ta. Trương Khôi Tinh giật mình, chúng ta sao? Ngô Bình, là tà túy, loại tà túy này có thể hút cạn nguyên khí tinh huyết của con người, hơn nữa, càng dùng đồ bổ thì nó hấp thụ càng mạnh. Trương Khôi Tinh liền gật đầu, đúng, đúng vậy, trước đây bố tôi từng dùng nhân sâm, linh chi, nhưng mỗi lần uống thì cơ thể đều trở nên yếu hơn. Ngô Bình, vậy thì đúng rồi, muốn trị loại tà túy này không khó. Trương Khôi Tinh vỉnh tai hỏi, có thể trị được đúng không? Ngô Bình, anh cho người tìm một con gà trống đen sống trên 10 năm, một con chó đực đen sống trên 20 năm, lấy nửa ký máu chó, 3 lạng máu gà. Sau đó tìm thêm 4 lạng bột chu sa, 2 lạng bột hùng hoàng, nửa ký rượu ủ 100 năm. Ngoài ra, tìm thêm một cây bút bùa và một tờ giấy bùa. Trương Khôi Tinh liền nói với quản gia, mau đi chuẩn bị đi. Thế lực của nhà họ Trương rất lớn, chưa tới nửa tiếng đồng hồ họ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ Ngô Bình cần và đưa đến cho cậu. Ngô Bình trộn lẫn máu, chu sa và hùng hoàng lại với nhau, dùng bút bùa viết 3 lá bùa. Sau đó dán một tấm lên ngực Trương Tỉnh và một tấm lên lòng bàn chân. 3 lá bùa bỗng bắt đầu phát sáng, cậu rút ra một cây kim, châm lên ngực Trương Tỉnh. Một tia khí màu đen như mực bay ra, quấn thành một thứ rất kỳ lạ trong không trung. 10 phút sau, không còn khí đen bay ra khỏi ngực nữa, Ngô Bình mới dùng một chiếc bình đựng hết khí đen trong không trung lại và phong ấn chúng lại. Sau đó cậu nhấn nhẹ vài cái lên người Trương Tỉnh, ông ta bắt đầu mở mắt, câu đầu tiên ông ta nói là, đói quá. Ngô Bình liền dặn, nấu một chén cháo, cho ông ta húp chút cháo loãng. 3 tiếng sau mới cho ông ta dùng đồ bổ. Vâng, quản gia liền làm theo. Tinh thần của Trương Tỉnh khá tốt, ông ta nhìn Ngô Bình, hỏi cậu trai, cậu đã cứu tôi sao? Ngô Bình cười, nói, ông Trương, ông đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Trương Tỉnh thở dài, mặc dù tôi yếu nhưng tôi biết hết những chuyện xảy ra lúc nãy, cả những chuyện mọi người nói với nhau. Tiểu thần y, cậu cứu tôi một mạng. Nhất định Trương Tỉnh tôi sẽ báo đáp hậu hĩnh. Ngô Bình nói, ông Trương nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ kê thêm đơn cho ông để giúp ông điều dưỡng. Trương Khôi Tinh, thần y Ngô, tôi đã cho người sắp xếp phòng, mời hai vị về phòng nghỉ ngơi, lát nữa chúng tôi sẽ đãi tiệc mời hai vị. Hai người họ được dẫn đến một căn nhà nhỏ, lúc người làm lui xuống hết thì Ngô Bình lấy chiếc bình đấy ra, khí đen bên trong cuồn cuộn, giống như một vật sống. Nghiêm Lãnh Thạch, cậu chủ, không vứt thứ đó đi sao? Ngô Bình bình thản nói, đây là hàng tốt, tà túy này có năng lượng rất mạnh, ít nhất nó cũng từng nuốt tinh khí của hơn 1.000 người, dùng nó luyện thuốc thì tôi sẽ có thể luyện chế một loại đan dược kéo dài tuổi thọ, đan thiên tuế. Nghiêm Lãnh Thạch sửng sốt, luyện chế đan dược. Sau khi Ngô Bình đột phá luyện khí tầng 12, một số kiến thức về luyện đan lũ lượt xuất hiện trong đầu cậu. Bây giờ nhìn thấy mấy tai họa này, những thông tin liên quan sẽ hiện ra đầy đủ hơn, cậu nghĩ mình có thể thử luyện chế một số loại đan dược. Ngô Bình gật đầu, tôi có thể thử. Nghiêm Lãnh Thạch mừng rỡ nói, nếu chủ nhân có thể luyện chế được đan dược thì chắc chắn sẽ trở thành người được mọi người kính trọng nhất. Ngô Bình, tôi còn chưa chính thức bắt tay vào luyện đan, bây giờ nói mấy thứ này vẫn hơi sớm. Vào buổi tối. Trương Khôi Tinh tổ chức một bữa tiệc cho hai người họ. Sau khi uống vài ly, Ngô Bình nói, cậu Trương chắc cũng biết về Vương Hạo Dã nhỉ. Trương Khôi Tinh đổi sắc nói, tại sao thần y Ngô lại nhắc đến người này? Ngô Bình, dạo này tôi có chút mâu thuẫn với nhà họ Vương. Trương Khôi Tinh, 2 năm nay, người này tìm được một chỗ dựa, cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không phải bố tôi bị bệnh thì đã chỉnh đốn ông ta từ lâu rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, căn cơ của nhà họ Vương ở Trung Châu, nếu nhà họ Trương muốn động vào nhà họ Vương thì bọn tôi cũng muốn giúp một tay. Trương Khôi Tinh, Vương Hạo Dã không đáng để lo,
nhưng 2 năm trước ông ta dựa dẫm vào một nhân vật tầm cỡ ở trong triều đế sư Du Giản, bố tôi muốn động vào ông ta thì phải xem ý của đế sư. Nghiêm Lãnh Thạch, nói thế, nếu đế sư muốn bảo vệ Vương Hạo Dã thì nhà họ Trương không thể động vào ông ta. Trương Khôi Tinh, có thể hiểu như thế, dù sao Vương Hạo Dã và nhà họ Trương không có thù hận gì lớn, để loại bỏ ông ta mà đắc tội với đế sư thì không đáng. Ngô Bình hỏi, Vương Hạo Dã này tiếp cận với đế sư thế nào vậy? Trương Khôi Tinh, nghe nói cô con gái mà đế sư yêu thương nhất mắc một căn bệnh lạ. Vương Hạo Dã đã mời một cao thủ đến để giảm bớt các triệu chứng cho con gái đế sư. Ngô Bình, nói thế tức là con gái đế sư vẫn chưa hồi phục. Trương Khôi Tinh, đúng thế, chỉ là giảm bớt đau đớn thôi. Nói đến đây mắt anh ta sáng lên hỏi, thần y Ngô, y thuật của cậu cao như thế, sao không đi thử? Ngô Bình nói, tôi và đế sư vốn không quen biết gì, chỉ sợ có lòng nhưng bất lực. Trương Khôi Tinh cười nói, chuyện này dễ giải quyết mà. Nhà họ Trương tôi có quan hệ khá tốt với đế sư, hơn nữa tôi còn là bạn học với Du Hân con gái đế sư. Như vậy nhé, ngày mai tôi sẽ hỏi Du Hân thử. Bữa tiệc tối kết thúc, Ngô Bình về lại căn phòng của mình tu luyện. Đến nửa đêm, cậu cảm thấy mình đã hoàn thành tầng 12 luyện khí, thế nên bèn thử đột phá bí cảnh. Bí cảnh tầng 1 là cảnh giới bí chú, cần phải tu luyện bí chú. Trước khi tu luyện bí chú thì phải học thuộc lòng toàn bộ mẫu chú, sau đó chọn đoạn phù hợp với bí lực của mình từ trong đó để tăng cường nó. Cùng một bí lực, những người khác nhau có thể tạo ra bí chú và bí thuật khác nhau. Cũng giống như cùng một loại thuốc màu, các họa sĩ khác nhau có thể tạo ra những bức tranh với phong cách hoàn toàn khác nhau. Học thuộc mẫu chú mất khoảng 10 ngày, Ngô Bình chỉ mất nửa buổi tối đã thuộc được một đoạn ngắn. Một đoạn chú này có 7 đoạn là có phản ứng với bí lực mà cậu hấp thu, tức là cậu có thể tu luyện được 7 loại bí chú. Sáng hôm sau, Ngô Bình lại đến thăm Trương Tỉnh, sức khỏe của Trương Tỉnh đã tốt hơn rất nhiều, thế nên Ngô Bình kế cho ông ta một đơn thuốc để uống trong một thời gian, nếu không có gì bất thường, ông ta sẽ hồi phục trong khoảng 1 tuần. Buổi chiều, Trương Khôi Tinh gửi tin tức đến, nói rằng anh ta đã hẹn với Du Hân, lát nữa Du Hân sẽ đến đây. Vì được Trương Khôi Tinh giới thiệu nên Du Hân cực kỳ xem trọng, cũng đích thân đến. Một tiếng sau, Trương Khôi Tinh xuất hiện cùng một cô gái khoảng 27, 28 tuổi. Vừa nhìn thấy người này, Ngô Bình đã biết trong 3 hồn 7 vía của cô ta đã bị mất 1 hồn 1 vía. Nhưng có cao nhân cho cô ta 1 hồn 1 vía, chỉ là 1 hồn 1 vía đó không phải là của cô ta nên cô ta vẫn còn vấn đề rất nghiêm trọng. Trong mắt Du Hân hơi đục. Không thích ánh sáng, giọng nói cũng khá yếu, hơn nữa sắc mặt trắng bệch. Còn có một người đàn ông 30 tuổi đi theo bên cạnh Du Hân, nhìn thấy anh ta, Trương Khôi Tinh vội nói, anh Quốc Văn, anh cũng đến à? Người này là anh trai của Du Hân Du Quốc Văn, con trai của đế sư, mặc dù không có chức vụ chính thức nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn ở thần kinh, thường được quan chức các cấp đến thăm hỏi. Du Quốc Văn cười nói, anh Khôi Tinh. Tôi nghe em gái tôi nói anh có một vị thần y, thậm chí đã chữa khỏi bệnh cho chú Trương. Nghe vậy nên tôi đã đi theo đến đây, không biết vị nào là thần y Ngô. Trương Khôi Tinh giới thiệu với anh ta, vị này là Ngô Bình, thần y Ngô. Du Quốc Văn chắp tay lại nói, thần y Ngô. Ngô Bình, không dám nhận chữ thần y. Du Quốc Văn, thần y Ngô không cần khiêm tốn, cậu có cách chữa được bệnh cho em gái tôi không? Ngô Bình lại nhìn Du Hân hỏi, có phải cô ấy bị mất 1 hồn 1 vía không? Du Quốc Văn gật đầu, thần y Ngô quả là thần y, chỉ nhìn thoáng qua là biết được rồi. Đúng thế, lúc trước em gái tôi bị một tên yêu quái làm hại, mất đi hồn vía. Sau đó mặc dù có một cao thủ cho nó mượn hồn vía nhưng vẫn không giống người bình thường. Ngô Bình, có điều bất thường cũng khó tránh khỏi. Dù mượn hồn phách có thể giúp cô ấy hồi phục một chút nhưng làm thế chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát. Thời gian lâu dần, cô ấy sẽ xuất hiện các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Du Quốc Văn biến sắc, tâm thần phân liệt, sẽ rất nghiêm trọng à. Ngô Bình, rất khó nói, kết quả tốt nhất là trở thành một người khác, kết quả tồi tệ nhất là cô ấy sẽ trở thành một con quái vật như dã thú. Đến lúc đó, các vị chỉ có thể nhốt cô ấy lại.
Du Quốc Văn siết chặt nắm đấm, cái người lần trước chữa trị kia không nói với tôi những điều này. Ngô Bình, nhưng bây giờ các anh đã tìm đến tôi, cũng không muộn. Mắt Du Quốc Văn sáng lên, nói thế tức là cậu có cách chữa cho em gái tôi. Ngô Bình, tất nhiên. Cậu bước đến trước mặt Du Hân hỏi, Du Hân, tiếp theo cô cần phải phối hợp với tôi. Mặc dù Du Hân không được bình thường nhưng vẫn có thể hiểu được ý của Ngô Bình, cô ta gật đầu, được, thần y Ngô. Ngô Bình bảo cô ta ngồi xuống, sau đó đốt một cây nhang ở bên cạnh rồi niệm bí chú. Bí chú này bắt nguồn từ bí lực cao cấp, được diễn sinh từ nó, tên là bí chú chiêu hồn. Một tay cậu ấn lên đỉnh đầu của Du Hân, tay còn lại không ngừng bấm ra một pháp quyết kỳ diệu. Sau khi niệm chú hơn nửa phút, trong phòng xuất hiện một làn gió mát thổi vào người Du Hân. Ngay lúc ấy ở một ngôi chùa ngoài ngoại ô, một cái chuông đồng bị phong ấn bỗng tự kêu vang lên. Sau 3 tiếng chuông liên tục, chuông đồng nứt ra, một tia sáng bay ra ngoài. Lúc này một hòa thượng béo chạy ra ngoài, nhìn thấy chuông đồng bị hỏng bèn hét lên, kẻ nào dám đối đầu với ta. Bên này, tay phải Ngô Bình đặt hẳn lên đầu Du Hân rồi ấn một cái. Động tác này là đang trục xuất hồn phách được mượn, ấn một cái lên đầu là để đưa hồn phách được gọi đến vào trong người cô ta. 3 hồn 7 vía hợp lại làm một, sắc mặt Du Hân tốt hơn rất nhiều, cảm giác có vẻ bất thường đó lập tức biến mất. Cậu tiếp tục niệm chú, nuôi dưỡng linh hồn của cô ta. Ngay lúc này, Ngô Bình thôi niệm chú, cậu mở mắt ra nói, người lấy hồn phách đó đi đã đến, tôi đi gặp kẻ đó. Ánh mắt Du Quốc Văn hiện lên sát khí nói, thần y Ngô, cậu hãy đợi một lúc, tôi sẽ tự tay giết hắn. Du Quốc Văn này cũng là một cao thủ, anh ta luôn điều tra tung tích của kẻ làm hại em mình nhưng tiếc là mãi vẫn chưa có tung tích. Lần này tên yêu quái yêu nghiệt gì đó tự tìm đến, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua. Du Quốc Văn đằng đằng sát khí rời khỏi đó, chưa đến 15 phút thì anh ta đã quay lại, kéo theo một tên hòa thượng mập không dục dịch nổi. Du Quốc Văn cười nói, thần y Ngô, tôi đã bắt được yêu tăng rồi. Ngô Bình, cậu Du đúng là có thực lực phi phàm, khiến người ta bội phục. Du Quốc Văn, thần y Ngô, bệnh của em gái tôi đã khỏi, đại ơn của cậu thật không có lời nào nói hết, sau này tôi sẽ đến tận nhà để cảm tạ. Du Quốc Văn phải đi xử lý yêu tăng nên đã gấp gáp đưa Du Hân rời khỏi. Sau khi hai anh em họ đi khỏi, Trương Khôi Tinh cười, thần y Ngô đã trị khỏi bệnh cho Du Hân, đế sư cũng không còn là chỗ dựa của Vương Hạo Dã nữa, nhà họ Trương tôi có thể ra tay rồi. Ngô Bình, cậu Trương, tốt nhất nên giao sản nghiệp của nhà họ Vương ở Trung Châu lại cho Nghiêm Lãnh Thạch quản lý. Trương Khôi Tinh gật đầu, chuyện đó là đương nhiên rồi. Thật ra lợi nhuận nhà họ Vương thu được ở Trung Châu phải giao nộp lên trên ít nhất một nửa. Đến lúc đó, các vị chỉ phải giao nộp 3 phần lợi nhuận, số còn lại sẽ thuộc về các vị. Nghiêm Lãnh Thạch, cảm ơn cậu chủ Trương. Ngô Bình, không biết nhà họ Trương định đối phó với nhà họ Vương thế nào? Trương Khôi Tinh bình thản đáp, nếu như đã ra tay thì phải khiến nhà họ Vương mãi mãi không trở mình được. Ngô Bình, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tối đó, Du Quốc Văn lại đến, đem theo một ít lễ vật. Trương Khôi Tinh nhân cơ hội bày tiệc rượu, nói chuyện của Vương Hạo Dã. Du Quốc Văn gọi điện cho đế sư, sau khi anh ta quay lại thì nói, người do Vương Hạo Dã tìm đến suýt chút nữa đã hại chết em gái tôi, chúng tôi quyết định mặc kệ. Các anh muốn xử lý thế nào thì nhà họ Du tôi cũng không nhúng tay vào. Trương Khôi Tinh, sau này Nghiêm Lãnh Thạch sẽ quản lý chuyện làm ăn của nhà họ Vương. Nhà họ Du sẽ được chia 1/2 trong tổng lợi nhuận thu được. Du Quốc Văn cười, tôi tặng 1/2 này cho thần y Ngô. Ngô Bình biết đó là thứ để duy trì quan hệ hai bên, cậu cười nói, cậu Du không cần khách sáo, nếu như anh không nhận lợi ích này thì trong lòng ông Nghiêm sẽ thấy bất an. Du Quốc Văn, nếu như vậy thì tôi nhận 1/2 vậy. Sáng hôm sau, Ngô Bình chào tạm biệt Trương Khôi Tinh rồi cùng Nghiêm Lãnh Thạch về tỉnh Giang Nam. Sở dĩ cậu phải đi tỉnh là vì có 2 việc cần làm, một là trường số 1 của Trung Châu muốn thách đấu với đội tuyển trường mạnh nhất trong tỉnh, việc thứ hai là Ngô Bình muốn đến gặp cô cả Cổ Thanh Liên của nhà họ Cổ, giao lưu kiếm thuật với cô ta. Thật ra Ngô Bình đã quen biết với đế sư và nhà họ Trương,
hai nhà này cũng có thể giúp đỡ ông Thạch tiến thân, chỉ là việc giao lưu với cô cả họ Cổ đã được lên lịch rồi, không tiện hủy bỏ. 2 giờ chiều, trận thi đấu với đội mạnh nhất tỉnh bắt đầu. Đương nhiên, lần này vẫn không có chuyện gì ngoài ý muốn, Ngô Bình dẫn dắt đội trưởng số 1 Trung Châu hạ đối thủ, thắng với tỷ số 159-80, dẫn trước đối phương rất xa. Trường số 1 Trung Châu thắng được trận này thì cũng giành được vé vào cuộc thi bóng rổ cấp 3 toàn quốc. Tối hôm đó, Ngô Bình và các đồng đội ở cùng một khách sạn, tối đó mọi người cùng uống rượu, hát karaoke. Hôm sau, những người còn lại về Trung Châu trước, Ngô Bình thì tiếp tục ở lại, vì hôm nay cậu phải gặp Cổ Thanh Liên. Trong phòng khách sạn, Nghiêm Lãnh Thạch cho người đem đến cho cậu mấy bộ đồ, Ngô Bình chọn bộ đồ màu đen để thay. Sau đó có thợ trang điểm đến, giúp cậu làm tóc. Nghiêm Lãnh Thạch đứng bên cạnh, càng lúc càng cảm thấy Ngô Bình điển trai, ông ta nói, chỉ với ngoại hình này thôi thì cô Cổ đó đã phải siêu lòng với cậu rồi. Ngô Bình, bây giờ chúng ta đã không cần đến sức mạnh của nhà họ Cổ nữa, lần này chỉ đơn giản là gặp gỡ kết bạn thôi. Nghiêm Lãnh Thạch, mọi chuyện do cậu chủ quyết định. Ngô Bình, ông nói sơ cho tôi nghe về nhà họ Cổ đi. Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Cổ là nhà tu hành, có truyền thừa từ xưa, gia tộc còn có một cao thủ bí cảnh tầng 9. Ở tỉnh cũng như Giang Nam, nhà họ Cổ đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngô Bình nghe xong thì hỏi, người có thực lực mạnh nhất ở Giang Nam là ai? Nghiêm Lãnh Thạch, chuyện đấy thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là người nhà họ Cổ. Đến 10 giờ, hai người họ ngồi xe đến nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ nằm ở trên một ngọn núi phía bắc của tỉnh, cả quả núi đều thuộc về nhà họ Cổ. Sau khi xe hơi được lái lên núi, Ngô Bình phát hiện hai bên đều có những cây cổ thụ được trồng ít nhất cũng mấy trăm năm. Xe dừng lại trước một căn nhà bằng đá ở lưng chừng núi, trước nhà có một sân vườn nhỏ, trồng rất nhiều hoa tươi. Lúc này, có một cô gái đang đứng trong sân, tay cầm kiếm, đứng im không động đậy. Xe dừng lại. Một người phụ nữ trung niên bước đến, cô chủ nhà tôi đang luyện công, xin hai vị đợi một lát. Ngô Bình nhìn cô gái đó, vì nhìn từ phía sau lưng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ta, vóc dáng không tồi, nhưng cơ thể lại mang sát khí. Ngô Bình nhìn một lúc thì trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều kiến thức liên quan đến kiếm đạo, cậu không kiềm được, hỏi cô Cổ, cô đang luyện kiếm ý sao? Cậu vừa thốt lên thì cô gái đang đứng im lìm đó bỗng quay đầu, cất kiếm vào là nhìn về phía Ngô Bình. Cô gái đó rất xinh đẹp, đẹp theo phong cách truyền thống cứ như một tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ cổ đại, không nhiễm bụi trần. Cậu hiểu về kiếm sao? Cô gái hỏi, giọng nói rất thanh thoát. Ngô Bình, biết sơ sơ. Cô gái đó chính là Cổ Thanh Liên, cô ta hỏi, sao cậu biết tôi đang luyện kiếm ý? Ngô Bình, tôi có thể cảm nhận được kiếm ý yếu ớt phát ra từ trên cơ thể cô. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cách tu luyện này của cô có vấn đề. Cổ Thanh Liên chau mày, kiếm đạo mà cô ta tu luyện là danh môn chính thức truyền lại, vậy mà người này lại nói là có vấn đề, cô ta không nhịn được, hỏi, vậy sao? Vậy cậu hãy nói cho tôi biết vấn đề nằm ở đâu. Ngô Bình, cô luyện như thế thì kiếm ý mà cô luyện được chỉ là kiếm ý hạ phẩm. Làm bị thương kẻ địch thì đồng thời cũng làm bị thương chính mình. Cổ Thanh Liên vui vẻ, ồ, kiếm ý mà tôi tu luyện là hạ phẩm sao? Vậy xin hỏi thế nào mới là kiếm ý thượng phẩm? Ngô Bình, kiếm ý thượng phẩm trên dưỡng thần hồn, dưới giúp cơ thể cường tráng, có thể chuyển hóa sự hủ bại thành thần kỳ. Cổ Thanh Liên hừm lên, nói thì ai không nói được, nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì hãy cho tôi xem kiếm ý của cậu đi. Ngô Bình, cho tôi mượn bảo kiếm của cô dùng một chút. Cổ Thanh Liên ném thanh kiếm dài qua, Ngô Bình cầm kiếm, ký ức xuất hiện trong đầu cậu nhiều hơn. Thế là, cậu làm động tác cầm kiếm, trời đất bỗng thêm cho cậu một luồng sức mạnh, mọi thứ dường như ngừng chuyển động. Nghiêm Lãnh Thạch đứng cách đó không xa cảm nhận thấy một luồng kiếm ý kinh người, ông ta bất giác lùi về sau mấy bước, mặt tái nhợt. Người phụ nữ trung niên càng tệ hơn. Ngồi bệt luôn xuống đất, mồ hôi rớt như mưa. Cổ Thanh Liên giật mình, thốt lên, kiếm ý mạnh thật. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cơ thể Ngô Bình chậm chậm di chuyển, kiếm ý càng lúc càng mạnh hơn. Gần 10 giây trôi qua,
Động tác của cậu bỗng trở nên nhanh hơn, cậu đâm kiếm lên mây ở phía xa, một luồng kiếm khí mơ hồ bay vút lên trời, xuyên thẳng vào mây. Đám mây trắng khổng lồ bị kiếm khí đâm trúng, chẻ ra làm hai. Mấy phút sau, bầu trời bỗng có tiếng sấm vang lên. Cổ Thanh Liên ngơ người, cô ta không dám tin vào mắt mình, kiếm đạo của người này nhất định còn trên cả lão tổ, cậu còn trẻ vậy mà, làm sao cậu luyện được như thế? Sau một lúc bất ngờ, Cổ Thanh Liên tiến về trước mấy bước, chắp tay nói, Cổ Thanh Liên xin ra mặt cậu. Ngô Bình cất kiếm, mỉm cười rồi nói, tôi là Ngô Bình. Cổ Thanh Liên cười nói, lúc trước tôi nghe nói có cậu Ngô muốn tỉ võ với tôi, trong tâm tôi vốn không đồng ý. Hôm nay vừa gặp, mới biết kiếm đạo của cậu vượt xa em gái tôi đây rồi. Thực ra Cổ Thanh Liên lớn hơn Ngô Bình 2 tuổi, nhưng khí thế Ngô Bình lại rất trưởng thành, khiến Cổ Thanh Liên tự xưng em gái, cô ta cũng không biết Ngô Bình chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Nghiêm Lãnh Thạch biết chuyện còn lại không cần ông ta tham gia nữa, ông ta lập tức nói, cô Cổ, chủ nhân, tôi phải đi thăm một người bạn, không làm phiền mọi người nữa. Ông ta nói đi là đi, Ngô Bình sờ mũi, nói thật ra tôi mới học cấp 3 mà thôi, tôi nên gọi là chị mới đúng. Cổ Thanh Liên ngây người, cậu chỉ mới học cấp 3. Cũng khó trách, dù là khí chất hay vóc dáng thì Ngô Bình đều giống một người đàn ông 20 tuổi, nào giống một cậu thiếu niên mười mấy tuổi chứ. Cổ Thanh Liên trêu ghẹo nói như vậy, cậu vẫn chưa thành niên. Ngô Bình ngượng ngùng gãi đầu, nói, sắp rồi. Cổ Thanh Liên muốn chọc cậu, nói, vậy sau này tôi gọi cậu là em trai nhé. Em trai, thực lực cậu mạnh như vậy, sư phụ là ai thế? Vấn đề này, Ngô Bình đã cân nhắc từ lâu. Nếu người khác hỏi sư phụ cậu, cậu nói bản thân tự học thành tài, người khác chắc chắn không tin, cho nên cậu nói, sư phụ là một cao nhân đắc đạo, rất ít khi xuất hiện ở thế tục. Cổ Thanh Liên kinh ngạc, chẳng lẽ lệnh sư là tu sĩ tiên giới? Ngô Bình không phủ nhận, chỉ nói, sư phụ tôi rất ít khi xuống núi, tình huống của ông ấy tôi cũng không rõ lắm. Ông ấy nói thời cơ chín muồi thì tự nhiên tôi sẽ biết thôi. Cổ Thanh Liên bỗng chốc coi trọng Ngô Bình hơn, đối với tu sĩ trong giới thế tục mà nói, tu sĩ tiên giới đều cao tới mức không thể leo tới. Em trai, nào, luyện kiếm với tôi đi. Cô ta lại lấy một thanh trường kiếm, muốn so kiếm pháp với Ngô Bình. Trong đầu Ngô Bình xuất hiện rất nhiều chiêu kiếm thần kỳ, cậu tùy ý thể hiện một, hai chiêu thức đã khiến Cổ Thanh Liên kinh ngạc không thôi, liên tục tán thưởng. Em trai, kiếm pháp này của cậu tên gì vậy, mạnh thật. Ngô Bình cười nói, chị thích thì tôi có thể dạy chị. Được, cậu nói giữ lời đấy. Vì vậy, hai người họ một người dạy một người học, Ngô Bình truyền thụ những gì tinh diệu nhất trong đó. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Cổ Thanh Liên đã học được đại khái, bộ kiếm pháp này không có tên, nhưng chiêu thức rất mạnh mẽ, lúc thi triển trước mặt có 20 đóa hoa kiếm, uy lực rất mạnh. Hai người luyện kiếm một lúc thì thấy một người phụ nữ trung niên bay xuống sân viện, bà ta liếc nhìn hai người, vẻ mặt có chút u ám, hỏi Thanh Liên, cháu thua rồi. Cổ Thanh Liên cười gật đầu, cô à, kiếm thuật Ngô công tử vượt xa cháu nhiều, cháu. Xoẹt. Cô ta chưa nói xong thì người phụ nữ trung niên đột nhiên vung kiếm, kiếm chưa đến thì đã có luồng sát ý kinh người khóa chặt người Ngô Bình. Cổ Thanh Liên kinh ngạc, thét lên, cô à, đừng. Cô ta liếc mắt đã nhận ra, cô mình đang dùng sát chiêu trong kiếm đạo của nhà họ Cổ, truy hồn nhất kiếm. Đối phương vừa ra tay, Ngô Bình đã biết không dễ đối phó, cậu bay lên không lùi lại, lật mình trên không, người đã đi vào rừng không thấy dấu. Người phụ nữ kinh ngạc, vậy mà có thể thoát được truy hồn nhất kiếm của tôi, tên nhóc này quả nhiên có chút thực lực. Cổ Thanh Liên tức giận nói cô, sao cô lại muốn giết cậu ta? Người phụ nữ tên Cổ Hồng Ngọc, là cô của Cổ Thanh Liên, bà ta lạnh nhạt nói, hai ngày nữa, cậu Tô của Thanh Long Tông sẽ đến cầu hôn, cháu tỉ võ với nam sinh xa lạ là sao chứ? Nếu chuyện này để cậu Tô biết được, khó tránh trong lòng không vui. Cổ Thanh Liên giận đến mặt trắng xanh, cô, cậu Tô kia chỉ là ở nhà họ Cổ chúng ta mấy hôm mà thôi, mọi người nghĩ nhiều rồi. Cổ Hồng Ngọc nhíu mày, thấp giọng nói, Thanh Liên,
cháu là cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Cổ chúng ta, tư chất cũng tốt. Nếu có thể được cậu Tô nhìn chúng, nhà họ Cổ chúng ta có thể được Thanh Long Tông dẫn dắt. Trong ba gia tộc lớn Giang Nam, nhà họ Cổ chúng ta là yếu nhất. Nếu có thể có được công pháp Thanh Long Tông, tương lai nhất định có thể vượt qua hai gia tộc kia. Cổ Thanh Liên thở dài, cô à, mọi người quá chủ quan rồi. Cậu Tô này vừa đến, thế lực khác cũng đều đang nghĩ cách lôi kéo, cô dựa vào đâu mà nghĩ nhà họ Cổ chúng ta sẽ thành công. Cổ Hồng Ngọc nói, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Cổ Thanh Liên im lặng không nói, cô ta biết nói nhiều thêm cũng vô dụng. Cổ Hồng Ngọc nói, Thanh Liên, mấy ngày tới cháu đừng đi lại lung tung. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Cổ Thanh Liên ngây ngốc tại chỗ, nhìn về phía Ngô Bình biến mất, buồn bã mất mát. Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy từ trong rừng có một bàn tay vươn ra, vẫy về phía cô ta. Mắt cô ta sáng lên, bay một lúc cũng đi vào trong rừng. Lúc này, trên một gốc cổ thụ, Ngô Bình đang ngồi đó, vẻ mặt cười ha ha. Cổ Thanh Liên hỏi, em trai, cậu không bị thương chứ? Ngô Bình, chút sức đó của bà ta, muốn khiến tôi bị thương còn chẳng có cửa. Tôi là thấy chị gọi bà ta là cô nên mới không ra tay tấn công. Cổ Thanh Liên vô cùng xin lỗi nói, em trai, xin lỗi, tôi không ngờ cô tôi sẽ ra sát chiêu với cậu. Ngô Bình, vừa nãy hai người nói chuyện, tôi đều nghe cả rồi. Nhà họ Cổ chỉ muốn đón một nhân vật đến, cho nên không muốn tôi xuất hiện. Cổ Thanh Liên cười khổ, năm đó, cô tôi cũng giống hệt tôi, bị sắp xếp phải lấy lòng một người từ tiên giới. Nhưng cuối cùng thì thế nào chứ? Bọn họ tốt đẹp được nửa năm, người kia đã thất bại ngã ngựa trong cạnh tranh khốc liệt của tông môn rồi. Ngô Bình, tu sĩ tiên giới rất lợi hại sao? Cổ Thanh Liên, chưa nói tới việc lợi hại, nhưng bình thường bọn họ đều có tài nguyên và truyền thừa công pháp cao minh. Ví dụ như nhà họ Cổ tôi, có được truyền thừa chỉ có thể nói là ở mức độ trung bình. Nếu nhà họ Cổ có công pháp cao minh hơn, lại có đan dược hỗ trợ, thì trong vòng 3 đến 5 năm là có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ rồi. Hai người nói chuyện mấy câu, Cổ Thanh Liên nói, em trai, tôi phải về rồi, buổi tối nếu cậu có thời gian thì đến nhà hàng Bạch Mã, tôi mời cậu. Ngô Bình gật đầu, được, đây là số điện thoại tôi. Để lại phương thức liên lạc, hai người nói lời tạm biệt với nhau. Xuống núi, Ngô Bình mau chóng tìm tới Nghiêm Lãnh Thạch. Biết được người nhà họ Cổ lại ra tay đánh người, Nghiêm Lãnh Thạch tức giận nói, hừ, người phụ nữ này đúng là điên rồi. Ngô Bình, ông biết người phụ nữ đó là ai sao? Nghiêm Lãnh Thạch, bà ta tên Cổ Hồng Ngọc, năm đó dùng hết mọi cách để gả cho một tu sĩ tiên giới, kết quả chưa đến nửa năm, người đó đã chết rồi. Hừ, cứ nghĩ là đi theo đệ tử tiên giới thì có thể khiến nhà họ Cổ một bước lên trời, đúng là ngây thơ. Ngô Bình như có suy nghĩ, chẳng lẽ không phải? Nghiêm Lãnh Thạch, vậy thì phải xem là tìm được người nào. Nếu là thiên kiêu trong tông môn thì chắc chắn có chỗ tốt. Nhưng nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Bình, không biết người đến lần này có phải là thiên kiêu tông môn không? Nghiêm Lãnh Thạch xua tay, không thể nào. Nếu là thiên kiêu tông môn thì căn bản không đến lượt nhà họ Cổ. Ngô Bình, xem ra kế hoạch trước đó của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Cổ này đối với chủ nhân mà nói có hay không không quan trọng. Nhưng người phụ nữ điên kia dám chém giết chủ nhân, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Ngô Bình, thôi vậy, chẳng qua bà ta chỉ là luyện khí hậu kỳ, muốn giết tôi vẫn còn rất khó. Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân không nên khách khí với bà ta. Ngô Bình, thanh kiếm trong tay bà ta rất đặc biệt, là một món bảo bối. Hai người đang nói chuyện thì Nghiêm Lãnh Thạch nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến chính là Vương Truyền Tông. Vương Truyền Tông trong điện thoại thở gấp gáp, Nghiêm Lãnh Thạch, chuyện này có phải có liên quan đến ông không? Giọng điệu Nghiêm Lãnh Thạch bình thản, nói, ông nói là chuyện Vương Hạo Giã toi đời sao? Vương Truyền Tông tức giận, Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Vương tôi nhất định không tha cho ông. Nghiêm Lãnh Thạch, vậy phải xem ông có thể sống sót trong cơn phong ba này không? Nói xong, ông ta bèn cúp điện thoại, nói với Ngô Bình, chủ nhân, tôi phải về Trung Châu rồi.
Tối nay, tôi phải phối hợp hành động với nhà họ Trương, tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Vương. Ngô Bình, ông về trước đi, tối nay tôi còn phải đi ăn với Cổ Thanh Liên. Nếu có thời gian, tối nay tôi sẽ về. Nghiêm Lãnh Thạch cười nói, nếu chủ nhân có ý với cô chủ nhà họ Cổ, tốt nhất hành động trước thì hơn. Ngô Bình, ông không cần quan tâm đâu. Sau khi Nghiêm Lãnh Thạch đi, Ngô Bình tìm một quán trà, gọi vài món ăn nhẹ, uống trà xem kịch. Hơn 3 giờ chiều, cậu nhận được điện thoại của Đào Thành. Trong điện thoại, Đào Thành nói, Ngô Bình, anh đang ở đâu? Cậu cảm nhận được ngữ điệu gấp gáp của Đào Thành trong điện thoại, bèn nói, tôi đang ở tỉnh. Đào Thành, tốt quá rồi, anh đang ở đâu, tôi đến gặp anh. Ngô Bình, tôi đang ở một quán trà. Xảy ra chuyện gì à, hình như cậu rất vội. Đào Thành, gặp rồi nói, anh gửi địa chỉ cho tôi. Ngô Bình gửi địa chỉ cho Đào Thành, cậu đợi khoảng 40 phút, Đào Thành vội vã chạy đến. Cậu ta đeo cặp kính râm, còn đội mũ như thể cố ý không muốn để người khác phát hiện ra mình. Sau khi vào quán, cậu ta cúi người xuống, thấp giọng nói, sao anh cũng ở tỉnh vậy? Ngô Bình, tôi đến làm chút việc, cậu sao thế, cứ thấp thỏm lo lắng vậy. Đào Thành, đừng nhắc nữa. Dạo này trong đầu tôi có rất nhiều loại võ học lợi hại nên đã đến một võ đường thách đấu, còn may mắn liên tiếp thắng trận. Sau đó, có một ông lão bước ra, dáng vẻ rất gầy gò nhưng công phu rất lợi hại, chỉ vài chiêu đã đánh tôi văng ra xa, nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì không chừng đã bị ông ta đánh chết rồi cũng nên. Tu vi của Đào Thành đã đạt đến luyện khí tầng 10, thực lực đã khá mạnh, thế mà còn bị người ta đánh cho thành thế này, xem ra thực lực của ông cụ đó nhất định là rất mạnh. Cậu nói, cậu đã là luyện khí tầng 10 rồi mà còn sợ gì, đánh với ông ta là được. Đào Thành, tôi đã đi loanh quanh ở tỉnh Lỵ nửa ngày rồi, nhưng mỗi lần tôi chạy được một đoạn khá xa thì lại bị ông lão đó đuổi kịp, phiền chết mất thôi. Ngô Bình, khoảng thời gian này cậu vẫn chưa đột phá sao? Đào Thành, vẫn chưa, tôi đang hẹn hò với hai cô bạn gái, ngày nào cũng lo yêu đương với họ, nào có thời gian tu luyện. Ngô Bình liếc nhìn cậu ta, vậy thì đáng đời cậu. Đào Thành, Ngô Bình, anh là người duy nhất ở trường biết tôi tu hành, anh phải giúp tôi. Ngô Bình bóc hạt dưa ăn, biếng nhác nói, không liên quan đến tôi, tự mình gây chuyện thì tự giải quyết đi. Đào Thành, này, anh không thể nể tình bạn bè mà giúp tôi được sao? Ngô Bình, bớt lại đi, thực lực của cậu và người kia chắc cũng không thua kém nhau là bao. Bằng không cậu đã bị đánh chết từ lâu rồi, còn có thể chạy đến đây được à? Đào Thành thở dài, tôi thật sự đánh không lại, cả người ông già đó cứng như thép, là cao thủ cảnh giới bí pháp. Vừa nói đến đây, Ngô Bình đã cảm nhận được khí tức cực mạnh xuất hiện ngoài quán trà, cậu đứng lên nói, mau chạy đi, người đó đến rồi. Hai người chạy đến tầng thượng, nhảy sang một tòa nhà khác, sau đó cùng chạy về phía công viên gần đó. Giữa ban ngày ban mặt, hai người họ tựa như hai bóng ma, thế mà chẳng có ai chú ý đến. Công viên này rất lớn, chiếm mấy chục mẫu, lúc này thời tiết rất nóng nên không có ai ở công viên. Chạy vào trong một cánh rừng, Ngô Bình nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai bèn dừng lại. Đào Thành gấp gáp nói, sao không đi nữa? Ngô Bình, cậu còn muốn chạy trốn đến bao giờ? Tôi đánh ông lão này đi giúp cậu. Nhưng sau này cậu phải làm đàn em của tôi. Đào Thành chớp mắt, sau đó gật mạnh một cái, không thành vấn đề, sau này anh là đại ca của tôi. Ngô Bình nhìn sang một bên, vài giây sau một bóng người đáp xuống, là một ông cụ gầy gò cao hơn 1m6, khoảng 60 tuổi, lông mày dài rậm, gò má cao, răng trắng, có đôi nhãn cầu màu vàng. Ông lão nhếch môi cười, tên nhóc nhát cái, không ngờ cậu còn có viện binh. Tốt lắm. Tôi đánh chết luôn các cậu, chút giận cho đồ tử đồ tôn. Ngô Bình nhìn Đào Thành, cậu đánh chết đồ tử đồ tôn của ông ta à? Đào Thành cũng chỉ đánh mười mấy người, có vài người bị thương nặng. Ngô Bình cạn lời, chạy đến chỗ người ta gây chuyện thì thôi đi, còn đánh người bị thương, người ta không đuổi giết cậu thì đuổi giết ai đây? Cậu ho một tiếng, bước lên trước chắp tay lại nói, tiền bối, cậu ấy là đàn em của tôi. Chuyện trước đó là do cậu ấy không đúng, bọn tôi bồi thường cho ông được không?
Ông lão trợn trừng, đánh nhiều người bị thương như thế, cậu bồi thường thì có tác dụng quái gì? Ngô Bình, tiền bối, tôi biết một chút y thuật, tôi có thể đảm bảo chữa trị hết cho mấy người bị thương bên ông, như thế được rồi chứ? Ông lão động lòng, cậu có thể trị thương. Ngô Bình, người tu hành chúng ta có mấy người không biết chữa trị chứ? Hơn nữa tôi còn là một thầy thuốc. Nghe nói Ngô Bình là thầy thuốc, vẻ mặt ông lão hòa hoãn đi một chút hỏi, cậu biết y thuật thật à? Ngô Bình, dĩ nhiên, hơn nữa bây giờ tôi có thể về chỗ tiền bối để chữa trị cho mấy người bị thương đó. Ông lão im lặng vài giây, sau đó nói, được, chỉ cần cậu có thể chữa được cho họ, tôi có thể không truy cứu nữa. Ngô Bình cười nói, cảm ơn ông. Sau đó hai người đi theo ông lão, ra khỏi công viên, họ gọi một chiếc xe rồi chạy đến võ đường Liên Sơn. Võ đường Liên Sơn là một võ đường có tiếng trăm năm rồi, người trong giới đều biết đến nơi này, thật ra đằng sau võ đường Liên Sơn là một môn phái trong giới tu hành Liên Sơn Tông. Lên xe rồi, Ngô Bình cười nói, tiền bối, nên xưng hô thế nào đây? Ông lão nói, Chu Kỳ Phu. Ngô Bình, tu vi của tiền bối cao thâm, tôi đây bái phục. Ông lão nhìn cậu, cả người cậu khí thế tràn đầy, thực lực mạnh hơn thằng nhóc này, cậu là đệ tử của ai vậy? Ngô Bình cười nói, sư phụ của tôi đến từ tiên giới, chỉ là trước giờ không nói thân phận cho tôi nên tôi cũng không biết. Chu Kỳ Phu, y thuật của cậu cũng là do sư phụ cậu dạy cho à? Ngô Bình, ừ, học vấn của sư phụ tôi khá cao. Dạy cho tôi rất nhiều thứ. Chu Kỳ Phu bỗng đánh một chưởng, Ngô Bình không kịp nghĩ nhiều là đã trở tay đánh ra một chưởng. Hai chiêu va chạm, trong xe phát ra âm thanh khá trầm, sau đó bánh xe nổ tung khiến tài xế hốt hoảng. Ngô Bình trợn mắt, nhìn chằm chằm Chu Kỳ Phu, ông ta biến sắc nói, nội lực mạnh đấy. Nhóc này, cậu cũng là bí cảnh à? Ngô Bình vừa nói, tôi vừa mới đột phá. Chu Kỳ Phu hít sâu một hơi nói, đổi chiếc khác đi. Nhưng trước khi xuống xe, ông ta trả cho tài xế 5.000 tệ để tài xế đi đổi bánh xe. Ba người lại gọi một chiếc taxi khác, cuối cùng cũng đến được võ đường Liên Sơn. Trước cửa võ đường rất náo nhiệt, có không ít người ra vào. Nhìn thấy ông lão về, mọi người đều cung kính đứng trước cửa cúi thấp đầu. Võ đường chủ, họ đồng thanh nói. Chu Kỳ Phi đáp lại một tiếng, dẫn Ngô Bình và Đào Thành đến nơi luyện võ. Ở đây có mười mấy người nằm dưới đất, tất cả đều bị thương nặng, có vài người hấp hối sắp chết. Chu Kỳ Phu nhìn bộ dạng đệ tử của mình, ánh mắt hiện lên sát khí, ông ta hỏi, cậu có thể chữa được không? Ngô Bình mỉm cười, không thành vấn đề. Cậu đi đến chỗ một người đàn ông trung niên đang ôm bụng cuộn tròn dưới đất, đưa tay ra vỗ nhẹ vào thắt lưng đối phương. Người này lập tức nằm thẳng lại. Sau đó cậu ấn vài cái lên thân người đàn ông này, cảm giác đau nhói cũng biến mất. Cậu bảo Chu Kỳ Phu đem một bộ kim châm đến, bắt đầu chữa trị cho người đàn ông vừa rồi. Trước sau chưa đến 10 phút, bệnh nhân này đã khá hơn rất nhiều, có thể đứng dậy đi lại, thậm chí còn có thể vận khí để tự chữa trị. Chu Kỳ Phu nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn, thấy Ngô Bình có khả năng chữa trị thật. Nắm đấm siết chặt của ông ta mới buông lỏng. Ngô Bình chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã trị khỏi cho mười mấy người bị thương. Đương nhiên, có một số người bị thương nặng nên cậu phải kê thêm đơn thuốc, để họ bốc thuốc uống thêm mấy ngày mới hồi phục hoàn toàn. Sau khi trị khỏi cho người cuối cùng, Ngô Bình cười, nói, Chu tiền bối, tôi đã trị khỏi cho mọi người hết rồi, chúng ta đã đi được chưa? Lúc này Chu Kỳ Phu đang hút thuốc. Ông ta nhả ra một ngụm khói thuốc rồi nói, chúng ta không đánh không quen biết, võ quán Liên Sơn của chúng tôi có lịch sử lâu đời, tôi thấy các cậu có tư chất rất tốt, có hứng thú gia nhập võ quán Liên Sơn của chúng tôi không? Ngô Bình cười nói, tiền bối, tôi đã có sư phụ rồi. Chu Kỳ Phu, tôi có bảo cậu bái sư đâu, chỉ là gia nhập võ quán, cùng học võ công thôi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, tôi vẫn còn đang học cấp 3. E rằng không có nhiều thời gian ở võ quán. Chu Kỳ Phu liền nói, không sao, lúc nào cậu có thời gian thì đến, tôi sẽ không gò bó cậu. Ngô Bình chớp mắt, nhưng đến cả những thứ sư phụ dạy tôi còn chưa học hết nữa mà, võ quán Liên Sơn của các ông có thứ gì đáng để tôi ở lại học hả?
Chu Kỳ Phu hút một hơi thuốc rồi nói, đi theo tôi. Ông ta dẫn Ngô Bình và Đào Thành đi ngang qua một sân vườn, đến trước một dãy nhà ngói với 8 gian liền kề. Ông ta đẩy cánh cửa gỗ ra thì thấy bên trong là một không gian vô cùng rộng rãi. Có thể nhìn thấy bên trong căn nhà có đặt 24 pho tượng, mỗi pho tượng đều có một động tác khác nhau. Chu Kỳ Phu nói, thật ra võ quán Liên Sơn là nơi chiêu sinh đệ tử ở trần tục của Liên Sơn Tông, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn yêu cầu thì có thể chính thức trở thành đệ tử của Liên Sơn Tông. Ngô Bình hỏi, tiền bối, Liên Sơn Tông ở tiên giới sao? Chu Kỳ Phu, nói chính xác hơn thì Liên Sơn Tông nằm ở tiên giới Linh Tiêu, là đại tông đứng đầu. So với các tông môn bình thường khác thì nó mạnh hơn gấp cả ngàn lần. Ông ta chỉ vào 24 pho tượng đó rồi nói, công pháp của Liên Sơn Tông giấu trong 24 pho tượng này, ai có thể ngộ ra được thì sẽ có thể trở thành đệ tử chính thức của Liên Sơn Tông. Ngô Bình nhìn 12 pho tượng, hỏi công pháp của Liên Sơn Tông có lợi hại không? Chu Kỳ Phu cười, nói, 24 pho tượng này có chứa một môn công pháp vô thượng là Liên Sơn Quyết. Năm xưa, người sáng lập ra Liên Sơn Tông, Liên Sơn Tổ Sư cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ sự vi diệu bên trong mà đã có được thành tựu rất lớn. Đào Thành, tại sao Liên Sơn Tông lại để món đồ quý giá như vậy ở đây? Chu Kỳ Phu bình thản đáp, vốn dĩ những bức tượng này thuộc về thế tục, năm xưa Liên Sơn Tổ Sư cũng lĩnh ngộ nó ở thế tục. Ngô Bình nhìn một lượt mấy pho tượng rồi nói, nếu như lĩnh hội được gì thì nhất định phải gia nhập Liên Sơn Tông của các ông sao? Chu Kỳ Phu cười, nói, nếu như các cậu thật sự lĩnh hội được gì thì Liên Sơn Tông sẽ dốc hết sức bồi dưỡng cho các cậu. Đến lúc đó, các cậu có lý do gì mà không tham gia chứ? Ngô Bình bỗng nói, có cơ hội sẽ đến lĩnh ngộ. Chu Kỳ Phu cũng không miễn cưỡng, nói, chúng tôi rất hoan nghênh các cậu. Đào Thành rời khỏi võ quán thì bỗng nhiên hỏi, ở lại lĩnh hội một chút chẳng phải rất tốt sao? Ngô Bình bình thản nói, tôi đã nhớ rõ 24 pho tượng đó đại diện cho điều gì rồi, không cần thiết phải ở lại đó. Đào Thành giật mình, anh nhớ hết rồi sao? Ngô Bình, bí mật của pho tượng không nằm ở động tác và hình dạng bên ngoài, mà nằm ở đôi mắt. 48 con mắt đều có chữ và hình vẽ rất nhỏ, chỉ cần sắp xếp chúng lại thì có thể tổ hợp thành Liên Sơn Quyết hoàn chỉnh. Đào Thành cảm thấy rất bất ngờ, đơn giản vậy thôi sao? Ngô Bình liếc nhìn cậu ta rồi nói, đơn giản vậy sao cậu không phát hiện ra? Đào Thành bối rối gãi đầu, nói tôi không chú ý đến mắt của các bức tượng. Ngô Bình, chữ trong mắt của những pho tượng nhỏ như vi khuẩn, dù cậu có cố nhìn thì cũng sẽ không phát hiện ra được đâu. Đào Thành, mắt anh có thể nhìn thấy chữ nhỏ như vi khuẩn sao? Ngô Bình, tôi chỉ đảo mắt qua là đã nhìn thấy rồi, có thể là do tôi biết nhìn. Đào Thành đưa ngón cái lên, nói anh học được rồi thì nhớ chỉ lại tôi nha. Lúc này trời đã chập tối, Ngô Bình hỏi, cậu sống ở đâu? Đào Thành, dì út của tôi sống ở tỉnh, mấy hôm nay tôi đều ở chỗ của dì út. Ngô Bình, cậu về chỗ dì út cậu trước đi, tôi phải đi gặp một người. Đào Thành, dì út của tôi chỉ ở một mình, tối nay anh có thể đến ở cùng tôi. Ngô Bình, dì út của cậu chỉ có một mình. Đào Thành, dì út của tôi mới 18 tuổi thôi, vẫn chưa kết hôn, đương nhiên là chỉ sống một mình rồi. Ngô Bình, dì út của cậu trẻ vậy sao? Đào Thành, chịu thôi, bà ngoại tôi 45 tuổi mới sinh dì út, chúng tôi cũng có thể nói là lớn lên cùng nhau. Ngô Bình, được, nếu tôi không có việc gì thì tối nay sẽ đến tìm cậu. Sau khi Ngô Bình chia tay với Đào Thành thì nhắn tin cho Cổ Thanh Liên, hẹn thời gian gặp mặt. Nửa tiếng sau, cậu có mặt ở nhà hàng Bạch Mã. Nhà hàng Bạch Mã là nhà hàng khá cao cấp ở tỉnh, gia đình bình thường rất hiếm khi đến đây ăn, vì dù gì thì chi phí bình quân đầu người cũng lên đến mấy ngàn tệ, người thường không chi nổi. Ngô Bình đến nhà hàng thì được nhân viên phục vụ lịch sự mời đến một gian phòng riêng, lúc này Cổ Thanh Liên đã ngồi chờ bên trong. Cô ta cười, đứng dậy và nói, cậu em, mời ngồi. Trong phòng bày trí rất nhiều hoa tươi, có thể nhìn cảnh sông bên ngoài qua cửa sổ tiếp đất, đèn điện sáng choang trên sông, có người đang bắn pháo hoa, vô cùng rực rỡ. Ngô Bình ngồi xuống, Cổ Thanh Liên để cậu gọi món,
thức ăn ở đây đều rất đắt, hơn nữa, Ngô Bình cũng chưa từng nghe đến tên món ăn bao giờ. Cậu cũng không hiểu nên gọi đại hai món và gọi thêm một bình rượu. Cổ Thanh Liên cũng gọi hai món, thêm một món canh và thức ăn ngọt, rồi nói, nhà hàng này là của nhà họ Cổ chúng tôi, mục đích là để tiếp đãi khách quý. Ngô Bình, vậy thì tôi có lộc ăn rồi. Cổ Thanh Liên nhìn cậu với ánh mắt hơi kỳ lạ rồi nói, tôi vừa nhận được tin chính xác, cậu Tô sắp đến nhà họ Cổ chúng tôi đúng là đến để dạm ngõ. Ngô Bình ồ một tiếng rồi nói, vậy phải chúc mừng chị rồi. Cổ Thanh Liên cười gượng, nói, có gì đáng để chúc mừng đâu. Tôi vừa biết được cậu Tô đó ở Thanh Long Tông có tư chất rất bình thường, vì không có tài nguyên nên mới muốn tìm đến nhà họ Cổ tôi nhờ giúp đỡ. He he, nhà họ Cổ chỉ là một gia tộc thế tục, có thể cho anh ta được bao nhiêu tài nguyên chứ? Ngô Bình chớp mắt, hỏi, anh ta ở Thanh Long Tông mà không có được tài nguyên sao? Cổ Thanh Liên, tài nguyên của Thanh Long Tông đều dành cho những đệ tử có tư chất tốt, tư chất bình thường như anh ta thì khó có được nhiều hơn. Ngô Bình, nói vậy thì dù cho nhà họ Cổ có đầu tư cho anh ta thì cũng chưa chắc anh ta có thể vực dậy. Cổ Thanh Liên cúi đầu, năm xưa cô tôi cũng thích một người giống như anh ta, chưa được nửa năm thì đã bị đồng môn cạnh tranh hại chết, khiến nhà họ Cổ tôi vừa mất người vừa mất của. Ngô Bình chau mày, nếu như không đáng tin như vậy thì chị từ chối anh ta cho xong. Cổ Thanh Liên cười méo, cô và bố tôi bằng lòng mạo hiểm. Hơn nữa, hai bên đã tiếp xúc với nhau, nhà họ Cổ không dám từ chối cậu Tô, dù cho anh ta chỉ là một đệ tử bình thường của Thanh Long Tông. Ngô Bình, vì vậy chị chỉ đành chấp nhận gả cho một người xa lạ, hơn nữa còn phải đối mặt với một tương lai đầy mông lung sao? Cổ Thanh Liên rót cho mình một ly rượu và uống cạn. Ngô Bình nhìn cô ta rồi hỏi, chị có muốn gả cho cậu Tô đó không? Cổ Thanh Liên bĩu môi, quỷ mới muốn cưới anh ta. Bố tôi đã cho tôi xem hình của anh ta, tôi cho cậu xem. Cô ta cho Ngô Bình xem hình, đây là một người không được cao, vừa gầy vừa đen, tầm 30 tuổi, nhan sắc tầm 6 điểm. Ngô Bình chỉ đành nói, vẫn ổn. Cổ Thanh Liên thầm thở dài, tôi thật sự sợ sẽ giống như cô tôi, nửa đời sống trong bi thảm. Ngô Bình cũng nâng ly rượu lên nói, nào, tôi kính chị một ly, tiếp nữa là có lời nói với chị. Chạm ly, cậu một hơi uống hơn phân nửa rượu trong ly. Cậu không uống được rượu mấy, lúc trước nhiều nhất cũng chỉ uống chút bia, nhưng lúc này rượu rót vào họng, cậu lại cảm thấy rất vui thích. Cổ Thanh Liên lại uống nửa ly, gương mặt có chút đỏ bừng. Cậu muốn nói gì với tôi? Vẻ mặt cô ta có chút đăm chiêu. Ngô Bình, Thanh Long Tông gì đó, là tông môn mấy phẩm? Cổ Thanh Liên nói, là tông môn cấp 4. Không hẳn lợi hại, nhưng cũng không yếu. Ngô Bình, chị biết Liên Sơn Tông không? Cổ Thanh Liên gật đầu, đương nhiên là biết. Võ quán Liên Sơn chính là sơn môn do Liên Sơn Tông lập ra ở giới thế tục. Hơn nữa Liên Sơn Tông là tông môn cấp 1, là tông lớn. Ngô Bình, tôi có thể mượn thân phận đệ tử của Liên Sơn Tông, khiến cậu Tô kia biết khó mà lui. Cổ Thanh Liên kinh ngạc, em trai, cậu gia nhập Liên Sơn Tông sao? Ngô Bình lắc đầu, vẫn chưa. Nhưng nếu tôi muốn gia nhập thì lúc nào cũng được. Cổ Thanh Liên gần như không dám tin vào tai mình, cậu có thể gia nhập bất kỳ lúc nào sao? Theo tôi biết, trong 90 năm nay Liên Sơn Tông chưa từng gửi đệ tử đến võ quán Liên Sơn. Ngô Bình, vậy thì tôi là người đầu tiên trong 90 năm nay. Cổ Thanh Liên sững sờ nhìn cậu, sau đó cười nói, có phải cậu cố ý an ủi tôi không? Chậc. Tuy khả năng không cao, nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu. Nào cậu em, hôm nay uống với chị đây, không say không về. Hai người uống rất nhiều rượu, Ngô Bình càng uống càng có tinh thần, Cổ Thanh Liên thì cố ý muốn say. Đồ ăn rất ngon, một mình Ngô Bình ăn rất nhiều, còn uống sạch cả một chai rượu còn lại. Sau đó, cậu dìu Cổ Thanh Liên đến khu vực nghỉ ngơi của nhà hàng, đắp khăn cho cô ta rồi đứng dậy rời đi. Ngô Bình vừa đi, Cổ Thanh Liên đã mở mắt, cô ta yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, đồ ngốc. 9 giờ rưỡi tối, Ngô Bình đến võ quán Liên Sơn. Không ngờ chính là, Chu Kỳ Phi lại đang ở võ quán đợi cậu về. Nhìn thấy Ngô Bình,
Ông ta khẽ cười như lão hồ ly, thế nào, cậu nghĩ thông rồi. Ngô Bình không đáp, chỉ hỏi, tiền bối, làm sao biết được tôi lĩnh ngộ Liên Sơn Quyết rồi. Chu Kỳ Phu lấy một cuốn sách cổ từ trong ngực ra, trang bìa đã ố vàng, những gì tổ sư lĩnh ngộ được năm đó đều viết hết bên trong, tên là Bút Ký Liên Sơn. Cậu lĩnh ngộ được chắc chắn sẽ không nhiều được như tổ sư. Nhưng nếu cậu có thể lĩnh ngộ được một phần nhỏ trong đó thì có thể tu luyện được những thứ bên trên này. Trên Bút Ký Liên Sơn có công pháp 3 giai đoạn, 7 loại tuyệt học, 9 loại bí kỹ, 3 môn thần thông. Những thứ này, cậu chỉ cần luyện thành công một loại bất kỳ thì xem như đã lĩnh ngộ được Liên Sơn Quyết. Ngô Bình nhìn bút ký, hỏi, bây giờ tôi có thể xem không? Chu Kỳ Phu cười đưa bút ký cho Ngô Bình, nói cầm xem đi, đã 90 năm rồi võ quán không có ai học được thứ gì từ đây cả, tôi hy vọng cậu có thể phá vỡ cục diện này. Ngô Bình nhận bút ký bằng hai tay, tìm một chỗ rồi tập trung nghiên cứu. Chu Kỳ Phi ngây người, hỏi cậu không đi nghiên cứu mấy bức tượng kia sao? Ngô Bình, tôi đã xem qua rồi, không cần phải xem lại. Chu Kỳ Phi cảm thấy không tin nổi, ông ta lắc đầu, cậu xem đi, xem hiểu gì thì gọi tôi. Ông ta đi khỏi sân viện rồi đóng cửa lại. Nhìn nội dung bên trong, cậu biết bút ký này là do tổ sư Liên Sơn để lại lúc trước, sau này chắc chắn cậu sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn. Còn về sau này lĩnh ngộ được bao nhiêu thì cậu cũng không biết. Lúc này, những ký tự và hình ảnh trong đầu cậu bắt đầu kết nối. Kiểu kết nối này không phải kiểu mặt phẳng, mà là kiểu lập thể và đa chiều. Nếu không có ngộ tính siêu cao và thiên phú phi phàm thì dù thực lực mạnh đến đâu, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được điều bí ẩn của Liên Sơn Quyết này. Mới đầu nhìn những thứ này, Ngô Bình cũng cảm thấy váng cả đầu, không tìm được điểm vào. Ngay lúc này, cậu cảm thấy những ký tự và hình ảnh này bỗng nhiên bị một sức mạnh hút vào, biến mất không chút dấu vết. Cậu ngây người, đang không biết làm sao thì hình ảnh và ký tự biến mất kia lại xuất hiện lại. Nhưng, bọn chúng đã sắp xếp thành một hình vẽ phức tạp, tỏa ra 12 luồng hào quang sáng chói, kỳ diệu không tả nổi. Ngô Bình hình ảnh lập thể này, thoáng chốc đã nghiệm được ý nghĩa mà nó đại diện, không nén được mà hô lên, kỳ diệu. Bỗng chốc. Những thứ được lưu lại trong bút ký đối với cậu mà nói đã trở nên đơn giản dễ hiểu. Nếu như nói, cậu hiểu được là trọng tâm, thì những thứ trên bút ký chỉ là phần nền không quan trọng. Cậu đoán, vị tổ sư Liên Sơn năm đó có lẽ chỉ lĩnh ngộ được chừng 10% Liên Sơn Quyết. Dựa vào công pháp tuyệt học này của cậu, cậu cũng không phải lĩnh ngộ được quá nhiều Liên Sơn Quyết, nhưng cũng xem như rất tốt rồi. Dù sao cậu vừa nãy cậu cũng chẳng hiểu gì. Cũng không thể lĩnh ngộ được gì. Lúc này thì cậu đã tu luyện đến bỉ cảnh, bèn quyết định tu luyện 9 loại bí kỹ trong bút ký trước. Bởi vì cậu đã lĩnh ngộ được toàn bộ Liên Sơn Quyết, nhưng bí kỹ này trong mắt cậu chứa đầy khuyết điểm và sơ hở, cho nên dứt khoát tái kết cấu 3 loại bí kỹ trong đó, rồi mau chóng tu luyện thành công. Không lâu sau, hơi thở ngưng tụ quanh người Ngô Bình, hoàn thành một loại bí kỹ. Lại cách mấy phút, lại hoàn thành thêm 2 loại bí kỹ khác. Cậu bỏ bút ký xuống, đẩy cửa đi ra. Chu Kỳ Phi đang đứng canh cách đó không xa, thấy nhanh như vậy đã ra rồi, bất giác có chút thất vọng hỏi, có phải không thu hoạch được gì không? Ngô Bình, tiền bối, tôi học được 3 loại bí pháp rồi. Chu Kỳ Phi kinh ngạc, xưa nay đệ tử có thể lĩnh ngộ được một loại bí kỹ thì rất nhiều, lĩnh ngộ được 2 loại thì cách mấy trăm năm mới có một người. Mà Ngô Bình, chỉ trong chốc lát đã lĩnh ngộ được 3 loại rồi. Ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội hỏi, 3 loại nào, mau thi triển ra cho tôi xem. Ngô Bình tiến lên một bước, bí lực sôi sục trong người, hai chân nhẹ nhàng, không gian dưới chân xuất hiện các ký tự phù chú đan sen. Đây là một loại bí kỹ trong bút ký, hư không bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 178.